Thầy Thành xin chào các em. Hôm nay ta bắt đầu với cái buổi học số 2. Tới thời điểm này đã có 6 bạn vào. Thầy thấy đã có Nguyên, bạn Dự, Vũ Huy, bạn Luật, Trường Sơn và Chiến. Rồi, ở trong nội dung của ngày hôm nay thì ta sẽ giải quyết tiếp các cái bài tập ở trong cái file chuyên đề thầy đã gửi, và thầy trò mình đang giải quyết được một số bài. Trước tiên thì ta xem qua cái bảng ranh. Để xem tiến độ nộp bài của các bạn ở trong lớp ta. Hiện nay thì cái tập bài của lớp nâng cao đang được các bạn khai thác rất nhiệt tình. Và thầy nhận được bài làm của các em học sinh rất tích cực. Hy vọng là với cái sự tích cực đấy thì bạn nào lại bay màu ra ngoài rồi. Thì vừa thấy các bạn thì ta sẽ có được một cái kết quả học tập tốt. Ở trong nội dung buổi trước ta đã làm quen với cái chương về số học, với cái nội dung về tìm hiểu về hàm kiểm tra tính nguyên tố sàng Eratosthenes, và được giới thiệu về cái quần giấy Rhin. Đây, quần giấy Rhin này là quần giấy chưa đưa ra lịch sử của cái số nguyên tố và khái niệm hợp số được ra đời. Ở số Fibonacci nguyên tố thì các bạn được sử dụng được tìm hiểu về số nguyên tố và số Fibonacci. Đây là hai cái loại số khá phổ biến trong lập trình hiện nay. Hôm nay thì ta sẽ giải quyết trong nhiệm vụ ngày hôm nay, ta sẽ cố gắng làm nhiều nhất các bài có thể. Khi làm thì các em hãy nhớ nộp bài làm lên server và nộp test theo yêu cầu của đề bài nhé. Test bài làm thì nó đã được ghi ở đường link, và thì đấy các bạn học sinh rất tích cực nộp test ở lên đây. À, test mọi người vui à, mọi người xây dựng test cũng nhiều, test rất nguy hiểm. Đấy, thầy thấy các bạn nộp bài test bài làm lên trên này rất nhiều. Do đó thầy cũng mong rằng các em đấy cái thế chiến đã nộp bài test này. Thì các em tiếp tục nộp test vào đúng thư mục nhé, và đúng thư mục ở bên trên. Nhớ làm test bài nào ta nộp lên bài đấy. Rồi quay trở lại với cái bài toán số 3, bài toán số đẹp. Thì ở với ở bài toán số 2 thì hôm trước mình đã nói về ý tưởng thuật toán, và sau đó ta sẽ thực hiện cài đặt thuật toán. Vậy thì ở đây ta cần còn thiếu một cái đoạn là code mẫu chương trình, thì thấy thêm cái lấy một thì lấy code bài làm của một cái bạn nào đó để sau khi cài đặt được theo cái thuật toán đã được hướng dẫn. Để khi thầy gửi file này cho các em thì các em với mỗi bài ta luôn có một cái côn mẫu tham khảo để lúc mà ta ôn tập ấy, ôn tập tổng hợp ấy, thì nó sẽ nhanh hơn cho các em. Hai bài làm nó nằm bên này. Ta sẽ lấy bài của ai bây giờ nhỉ? Ta lấy bài của Huy đi. Bài 2 à? Đấy, ta lấy bài của Huy. Bài này nó hơi dài nên thầy sẽ tách nó thành. Đây bài của Huy, đây có sàng gây ra tốt này. Giải thuật là kiểm tra này, chương trình chính nhé. Huy sử dụng cả. Đang lấy thầy paste nó sang đây cho nó thành một trang cho nó lớn. Đấy, đây bài Beauty đã có khuôn mẫu, các em có thể về tham khảo bài làm của bạn Huy. Đấy, rất rõ ràng. Huy code rất đẹp đấy, để nó rất code chuyên nghiệp. Rồi, ta sang bài kế tiếp, bài số đẹp 2. Bài số đẹp 2 này hiện nay đã có test ở trên hệ thống chấm, và khi làm bài các em cũng nhớ nộp test của mình làm nhé. Bây giờ ta sẽ bắt đầu phân tích bài số 2. Ở bài số 2 hôm nay thì ta sẽ tìm hiểu qua về số đẹp.
Các bạn đọc đề xong để thầy đi giảng với quan đấy. Các em nào cần hỗ trợ Huy à? À ừ, hình như thầy lấy nhầm bài beauty hay sao ấy. Ừ đúng rồi, thầy giờ này già cả chán đời quá. À, bài này là bài FP Bright Huy à? Cảm ơn Huy đã phát hiện ra chứ không khi hai bài số 2, nhưng mà do phần phần ABC nên nó lại ở dưới cái bài kia. Rồi, thầy cảm ơn Huy đã phải nhanh chóng phát hiện. Ừ. Đó, do các file này. Tại sao có hai thằng using namespace nhỉ? Của chương trình rất sáng này. Đấy, đây bài Apply. Rồi bây giờ ta sang cái bài nội dung trọng tâm của bài hôm nay là bài số đẹp. Thì ở với cái bài số đẹp này thì ta quay về một cái lớp bài toán cực hay về số học. Đó là cái bài toán là cho một dãy số, cho một cái số được định nghĩa và sau đó cho số nguyên dương n tìm số đẹp của cái dãy số đó. Thì ở bên tay phải của các bạn là hình ảnh về cái cuốn sách là Bí mật về số học. Cái cuốn sách này cũng khá hay. Đây, nó cũng có từ những năm 1500. Ở trong đó người ta đề cập đến các cái loại số học, các loại số mà sau này nó là nền tảng là các bài tập trong môn tin học của mình. Các bạn nào khai thác được càng nhiều các loại số thì các em và cài đặt được thành công nó thì sẽ là điều tuyệt vời. À, ta quay về bài toán này, bài toán số đẹp, bài Beauty 2. Ở bài Beauty 2 này, đấy, quên mất, có đề cập đến vấn đề điểm danh nhưng mà thôi, tí nữa ta điểm danh xong, ta đã tranh thủ giảng toán sau đó các em cài đặt trước nhé. À, theo định nghĩa, một số được gọi là số đẹp nếu tổng bình phương các chữ số của nó là một số nguyên tố. Số 12 được gọi là số đẹp bởi vì 1 bình cộng 2 bình là bằng 5. Đấy là như vậy, số 12 là một số 5 này là một số nguyên tố nên nó là một số đẹp. Bây giờ các bạn hãy bật cửa sổ chat và cho thầy và hãy comment một số đẹp. À, hãy comment một số đẹp mà theo định nghĩa trên. À, xin mời các em bật cửa sổ chat. Rồi thì thầy nhận được cái test đầu tiên là của Chiến là 56, 5525 6636 là cộng lại là được 61. Được. Rồi của Dự là 14. 14 là 14 16 cộng 1 17. Ý tưởng hay. Huy 807 8864 7749 64 cộng với 49 là được 103. Ồ, đó cũng là test 2. Thuận là 25. 2 bình bằng 4, 5525 cộng 4 là 29. Ý tưởng tốt. Trường Sơn trong 16, 6636 cộng 1 bằng 37. Ừ, đó cũng là một số đẹp. Vậy thầy nhận được 6 câu trả lời của các em trên tổng 10 bạn. Các bạn khác có thể lấy được một ví dụ bất cứ khác nữa nhé. Em comment vào cửa sổ là như vậy thì bài toán của ta nó sẽ quay về một bài toán là
cho một cái số nguyên. Bây giờ các cái số đẹp này được đánh theo số thứ tự từ một trở đi. Đề bài yêu cầu cho số nguyên dương n, hãy tìm số đẹp thứ n. Vậy để tìm được số đẹp thứ n thì ta phải tổ chức được một cái hàm để kiểm tra xem một số có là số đẹp hay không, đúng không? Vậy thì về ý tưởng của thuật toán, thì ta sẽ thực hiện cái công việc là lần lượt sinh ra các số đẹp lưu vào mảng A có k phần tử đấy. Khi đó để đưa sau đó kết quả của bài toán nó sẽ chính là phần tử thứ n của khi đó kết quả của bài toán là phần tử thứ n của mảng A. Vậy thì lần lượt sinh ra các số đẹp lưu vào mảng A, vậy thì lần lượt sinh ra các số đẹp, lần lượt sinh ra không phải các mà là n số đẹp lưu vào mảng A. Việc lưu vào mảng A nó sẽ giúp cho các em giải quyết được một cái bài toán có nhiều truy vấn. Ví dụ bây giờ thầy cho một cái cho t là số lượng bộ test và lần lượt các giá trị n, hỏi với giá trị n này thì giá trị số kia là bao nhiêu? Đấy. Thì bước 1 các bạn tìm cái số lớn nhất, bước thứ hai thằng n lớn nhất, ta tìm đến cái thằng n lớn nhất đấy. Thì ta sẽ thu được mảng A chứa tất cả các số số đẹp nằm trong phạm vi từ số thứ 1 cho đến số thứ n lớn nhất. Sau đó cứ với mỗi truy vấn thì ta chỉ việc đưa ra cái thằng AN tương ứng. Đó là tại sao ta nên ở đây thầy đề xuất các em lưu bài toán này về một mảng để sau này nó phục vụ cho nhiều truy vấn. Rồi về với cái ý tưởng thuật toán như thế thì bây giờ ta mới bắt đầu phân tích bài toán ra. Vậy thì để phân tích bài toán thì ta nhận thấy như thế này. Bây giờ ta cần tổ chức các cái hàm, các hàm sau. Hàm thứ nhất thầy cần tổ chức để kiểm tra một cái hàm kiểu logic, hàm số đẹp để kiểm tra xem một số nguyên dương u có phải là số đẹp hay không. Hàm này sẽ là kiểm tra u có là số đẹp. À, theo định nghĩa của đề bài hay không? Thằng bé con nhà này nó vừa đi chơi về. Như vậy ta sẽ tổ chức một cái hàm đầu tiên là hàm số đẹp. Đấy. Trong hàm số đẹp để kiểm tra u có là số đẹp theo định nghĩa hay không thì ta cần có nhu cầu tính tổng bình phương các chữ số của một số. Thì ta tổ chức một cái hàm đi tính tổng bình phương chữ số của một số nguyên dương u để tính tổng bình phương chữ số của u. Hàm tính tổng bình phương các chữ số của một số thì thường nó là một cái số nguyên không thể lên tới 10 mũ 9 được. À, nó nên nó bởi vì có 9 có 18 chữ số, 18 nhân với 9 bình phương nó rất bé nên ta chỉ cần chọn kiểu INT là được. Rồi bây giờ ta sau khi tính tổng bình phương xong rồi thì ta thu được một giá trị và ta cần kiểm tra tính nguyên tố của nó. Vậy thì ta cần tổ chức một hàm nguyên tố của một số nguyên dương u có phải là số nguyên tố hay sao không? Kiểm tra tính nguyên tố của u. Đừng nói
chưa? Đấy, vậy thì ta tổ chức chương trình con của bài toán của mình bao gồm có các cái chương trình chính này. Đấy. Vậy thì ở bây giờ cái thầy đang muốn làm rõ hơn với các bạn đó là cái hàm số đẹp. Vậy à đúng rồi, hàm kiểm tra một số là số đẹp thì ta sẽ làm đơn giản rồi. Bây giờ ta cần tổ chức thêm một cái hàm nữa là hàm kiểm tra hàm tìm số đẹp ở thứ n. Đấy. Tìm số ở thứ n, thầy gọi là tìm số n của cái tập dãy số này với tham số là u. Đây là tìm số đẹp thứ u của dãy số. Thầy chia cái bài toán lớn thành bốn cái hàm này, các em quan sát nhé. Thầy chia nó thành bốn cái hàm này, và với bốn cái hàm này, hàm này được gọi là hàm tính tổng bình phương các chữ số của một số, hàm này ta hoàn toàn cài đặt được. Hàm thứ hai là hàm tính kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không. Hàm thứ ba là hàm kiểm tra xem u có phải là một số đẹp theo định nghĩa của bài, và hàm thứ tư là trả về giá trị phần tử thứ u của số đẹp này. Vậy thì trong khuôn khổ phần giới thiệu này thì thầy muốn làm rõ hơn cái hàm số đẹp này để tìm ra được số đẹp thứ u. Để code thì trên Word thì trông nó chán đời, thì thầy sẽ code trên code block nhìn cho nó ngầu hơn. Vậy tuy nhiên thì ta đã có ý tưởng và phân tích bài toán như trên. À, cô Dung xin vắng để xem lại video rồi. À, đâu nhỉ? Đặng Gia Huy à, đấy Huy Huy hôm trước xin học theo cái lớp kia rồi, để Huy để sẽ xử lý riêng. À, rồi bây giờ ta sẽ làm tờ biển tiếp KNC2 đây. Với ý tưởng thuật toán này các bạn sẽ có khoảng tầm 5 phút, ta khoảng 7 phút nhé, ta cài đặt và tí nữa ta xem bài làm của các bạn. Ở đây thầy làm rõ hơn cái nội dung cái hàm mà thầy vừa đề cập đến. Bài này tên nó là bài BT2. Tới đây thầy cần làm rõ hơn cái hàm ở trên này thầy đã có các cái hàm này. Đấy, thầy lần lượt tổ chức các cái hàm này theo đúng thứ tự như trên. Đấy, cái thầy trò mình đang cần làm rõ đó là cái hàm tìm số đẹp thứ n. Hàm nguyên tố thầy trò mình có rồi nhé. Hàm tính tổng bình phương các chữ số của một số ta tự cài đặt bằng cách lần lượt cắt các chữ số ở hàng đơn vị đẩy vào trong tổng. Hoặc một số bạn convert nó sang sâu, sau duyệt từ đầu sâu đến cuối sâu. Cứ với mỗi ký tự thì lại đổi nó sang số và đẩy vào biến tổng. Có nhiều cách để tính tổng bình phương các chữ số của nó vào nhé. Rồi bây giờ ta quay sang cái hàm số đẹp. À, để tìm được số đẹp thứ n thì giả sử bây giờ cái số thầy đẹp, số đẹp đầu tiên thầy khởi tạo bằng một. À, thầy gọi k là số lượng phần tử của mảng A. Ở đây ta lưu ý cái biến k của mình, thầy khai báo là biến k toàn cục nhé, là biến k toàn cục lưu số lượng được, phần tử của mảng A. Sau khi ta sinh cho tới n phần tử thì k nó sẽ có giá trị bằng n. Vậy thì ta ý tưởng để thua giải thuật tìm số thứ n đó là ta lần lượt sinh ra cái số đẹp thứ n. Vậy thì ta có chừng nào mà ta sinh chưa đủ u số, bây giờ ta cần phải sinh ra u số đẹp mà, thì ta thực hiện công việc nếu thằng p là số đẹp mà bằng chung. Khi P là số đẹp thì điều đó chứng tỏ rằng cái thằng P là một cái giá trị nằm trong cái dãy số ta sinh được. Vậy thì ta sẽ lưu nó vào trong mảng, ta tăng K lên và lưu nó vào trong mảng A.
Ở đây ta cần khai báo một cái mảng A. Vậy thì ta khai báo một cái mảng A có giá trị số lượng phần tử. Và đây ta define cái thằng nmap. Ta khai báo một mảng A. Thì ta gắn A vào này. Sau khi thu được số đẹp này rồi thì bây giờ thầy đi tìm số đẹp kế tiếp. Vậy thì thầy tăng thằng P lên. Và cái quá trình này nó cứ chạy 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 và ta thu được các cái giá trị. Trên thực tế thì có nhiều cách làm khác nhau, nhưng cách làm tổng quát nhất thì ta sẽ làm như trên. Chừng nào mà chưa sinh đủ u số đẹp thì ta tìm số đẹp đó và đẩy nó vào trong, nếu P là số đẹp thì đẩy nó vào trong mảng A. Sau vòng lặp này thì ta thu được là mảng vòng lặp while này sẽ dừng khi K vượt quá U. Khi K vượt quá U thì khi đó kết quả của bài toán nó nằm ở cái vị trí thứ K trừ 1, hoặc là nó chính là ở vị trí thứ U. Nên ở đây ta sẽ return ra vị trí thứ K trừ 1 hoặc là vị trí AU. Đấy. Ở đây ta có thể return ở thằng là AK trừ 1 cũng được, hoặc là các em return là AU. Đấy. Vậy thì cái quá trình này nó cứ chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại, nó tạo ra được một mảng A chứa toàn số đẹp. Sau đó với mỗi số nguyên dương u, ta chỉ việc return vào đúng vị trí của nó. Còn đối với cái bài toán mà cho nhiều truy vấn thì các em nên nhé, đối với có truy vấn thì các em nên tìm cái thằng n lớn nhất, sau đó gọi thủ tục này một lần và nó sẽ tạo ra được cái mảng A chứa nhiều số nhất, và khi đó ta sẽ thu được kết quả của bài toán luôn. Đây là cái hàm tìm số. Đây, thầy sẽ gửi tới nhóm là hàm số đẹp. Các hàm còn lại các em có em nào gặp khó khăn không? Hàm tính tổng bình phương chữ số, hàm nguyên tố hay hàm số đẹp? Hàm số đẹp thì ta ghi là nếu nguyên tố của tổng bình phương chữ số của U mà bằng chu thì return chu, ngược lại thì return phô. Đấy, hàm số đẹp ta sẽ này, nếu tổng bình phương các chữ số của u là số nguyên tố thì kết quả trả là chu, ngược lại trả về phô. Đấy, và các bạn nhìn thấy rằng ồ, nếu mà ta cài đặt như này thì nó tường minh rõ ràng quá và ai đọc cũng có thể hiểu được. Ta lưu ý khi cài đặt thì ta hạn chế việc có những cái đoạn code nó bị tối, đây có nghĩa là nó bị tích hợp, nó bị tắt quá, nó nhanh, nó đúng thật, nhưng sau này ta hình dung là các em sống bởi nghề mà, sống bởi nghề, do đó cái code nó phải sáng. Nên trong quá trình dạy thầy cũng dặn học sinh ở đây là hạn chế tối đa cái việc là code kiểu code tắt mà làm khó cho người đọc. Bởi vì cái mình viết ra sau này để dành cho người khác đọc chứ không phải bản thân ngoài mình đọc ra. Mà người khác đọc, người ta đọc, người ta hiểu ngay. Hãy đặt vai trò mình là người đọc thì mình sẽ biết cách viết thế nào cho có thể dễ đọc nhất. Rồi bây giờ ta thầy hỏi ở trong nhóm, các bạn nào làm được xong bài này rồi thì các bạn comment cho thầy số 1 nhé. Bạn nào chưa làm xong thì các bạn comment cho thầy số 0. Rồi, như vậy ta có Huy và Thuận đã làm xong bài này. Huy và Thuận làm xong bài này rồi thì em xin test và nộp lại lên trên server nhé. Và sau đó làm bài kế tiếp, ta không không cần chờ các bạn nhé. Có thể nghe thầy giảng một chút thôi, còn đâu các em làm bài kế tiếp đi. À, đâu rồi, tốt quá. Rồi. Hãy tiếp tục làm bài kế tiếp nhé. À, có điều một vài test lỗi. Khi làm test lỗi thì kiểm tra xem các bạn khác chấm, kết quả chấm của các người khác cùng bài đấy có bị lỗi test đấy hay không. Nếu mà tất cả mà cùng bị lỗi ở cái test đấy thì hóa ra là có thể là cái người xin test, cái người nộp test là có vấn đề. À, đúng rồi, chính xác. Nên mình cố gắng cao điểm nhất, hoặc là cao bằng điểm
bằng bạn bạn có điểm cao nhất ở trong bài đó trên bảng ranh là được. Các em tiếp tục nộp bài, làm và nộp bài vào vậy nhé. Rồi bây giờ sau đây thì mời các bạn chia sẻ bài làm của mình theo thứ tự từ bé đến lớn. Thì bạn nào xung phong chia sẻ bài làm của mình nào? Không biết cái nút xung phong reaction được phải. Có chữ right hand giơ tay hoặc là các bạn comment. Chắc sweet. Chà, rồi. Tới số 1.000 à? Bài tốt đây rồi ạ. Số 1.000 là cũng khá nhiều đấy. Rồi về theo thứ tự comment từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Thầy xin mời Vương chia sẻ, cô Vương xin chia sẻ bài làm của mình nhé. Chia sẻ bài đang làm, bài đang code của em. Thường thì ở một số khóa học thì thầy giáo sẽ luôn chữa hết tất cả bài một lần, sau đó các em làm. Làm được hay không làm được thì đó là cái câu chuyện của các bạn. Nhưng với thầy thì thầy muốn nhìn thấy cái cách các em code để chỉnh sửa từng thao tác code một để cho nó lên chuyên nghiệp ngay từ đầu. Sau này tạo thành phong cách làm việc. Nào xin mời cô Vương chia sẻ màn hình nhé em nhé. Cứ mạnh dạn share màn hình của mình. Làm đến đâu share đến đấy, không không có gì phải ngại. À, chưa làm à? Thế thì tranh thủ code luôn em. Rồi, vậy thì thầy mời bài bạn khác vậy. Em tranh thủ code nhé. Tí khoảng tầm 7 phút nữa thầy sẽ gọi lại. Rồi theo thứ tự từ bé đến lớn. Rồi, bây giờ ta mời bạn Chiến hay Chiến nhỉ? Thầy thấy ở đây ghi là Nguyễn Quang Chiến. Thầy nghĩ là chắc là Chiến chứ. Ừ. Chiến code bằng Depsi nhỉ? Trong thầy lại nhớ lại ngày xưa thầy rất hay code trên Depsi. À đây là em đang dùng sàn nguyên tố á. Ừ. Anh dùng sàn nguyên tố để kiểm tra số và số nguyên tố hay không? Ừ. Vì em Ồ. phát hiện ra là cái việc kiểm tra tính nguyên tố có quá nhiều lần đúng không? Dạ. Rồi, tiếp là đoạn dưới. Còn cái đoạn dưới này em viết tắt là có cái phần tính tổng bình phương các số rồi kiểm tra có phải nguyên tố không. Ra đến đoạn này em bị lỗi vọng từng hàng, các em đang sửa. Ở phần nhập dữ liệu nó chỗ nào nhỉ? À, em chưa nhập dữ liệu là em À có mặc định trước nữa và hôm qua. đây là vẫn đang code theo phần ý tưởng thôi đúng không? Giải quyết từng Dạ. phần một. Rồi tôi đấy. Cô chương trình em trình bày đẹp đấy. Đúng là cái thằng Depsy nó tạo ra một cái phong cách code trông nó rất rõ ràng. Thằng nào tab của thằng đấy rất đẹp. Rồi em làm tiếp đi nhá. Dạ. Đấy, sức mạnh của DFC đó là nó tạo ra cho ta một cái giao diện làm việc rất đẹp. Học sinh của thầy thì bây giờ không biết có còn ai dùng DFC nhỉ? Thường thường thì các bạn đổi thường xuyên, nhưng mà bây giờ đa số các bạn sử dụng cái thằng Visual Code và Visual Studio để code. À, xin mời bạn Dự nào, chia sẻ bài làm của mình. Rồi xin mời bạn kế tiếp nào.
Dự nhỉ, dự mạnh dạn chia chia sẻ bài làm đi. Ở trong cái phần khi đăng nhập thằng Zoom thì các bạn nhớ rename theo đúng họ và tên nhé, để thầy tiện là thầy gọi, kiểu giống như một số bạn sử dụng laptop của mẹ đến khi hoặc là của bố đăng nhập vào thấy à, dự code C chưa vững lắm à, thế thì em sẽ phải theo học bên cái lớp lớp cơ bản đấy nhé. Tí nữa thầy ép các bạn ở trong phía trong các bạn vào cái lớp cơ bản để các bạn tích hợp học thêm cả lớp bên đấy, để bởi vì đúng như qua cái bài khảo sát thì thầy nhận thấy có những bạn làm phần kiến thức nâng cao rất tốt. Tuy nhiên thì có bạn vẫn đang còn bỡ ngỡ với C cộng cộng, với cái cách xử lý, nghĩa tức là mình nắm cái lập trình C chưa chắc, do đó nó sẽ gặp khó khăn. Mà như thế thì ta nhận thấy rằng cái khóa học này sẽ không hữu ích với em. Đấy. Mà nó không hữu ích thì dẫn đến là mình học mất tiền mà không có, không thu lại được cái gì. Do đó ta sẽ, các bạn mà đăng ký cái lớp nâng cao này, các em đã nộp học phí tới cô Kiều Anh rồi, thì các em ngoài việc học lớp này thì các em có quyền lợi học bên cái lớp cơ bản nữa nhé. Tí nữa thầy sẽ thêm Dự hoặc là thầy thêm Vũ Huy vào, xong Vũ Huy ép các bạn giúp thầy vào nhé. À, Dự như là Dự là cùng nhóm của với Vũ Huy đúng không? Thầy có bốn bạn, thì thầy ép các em vào trong nhóm lớp cơ bản. Lịch học của cái lớp cơ bản là để thầy lịch học của lớp cơ bản là vào tối thứ ba, tối thứ năm, lớp KCB 1 và 2 thì nó sẽ học vào tối thứ ba, thứ năm, thì thầy mời các em ở lớp mình học vào miễn phí ở bên đấy nhé, bởi vì các bạn đóng học phí ở cái lớp này rồi, thì các em học thêm một cái lớp đấy để bổ sung. Ở bên lớp đấy thì bây giờ đang học thêm tới ở phần, hình như là hết phần mảng 2 triệu, mảng 1 chiều, bây giờ bắt đầu sang mảng 2 chiều và sâu ở trong C cộng cộng, thì nó sẽ học vào tối thứ ba và tối thứ ba và thứ năm, và từ 19:30 nhé. Tí nữa thầy ép các bạn vào trong, các em ép các bạn ở trong nhóm lớp vào trong đấy để ta học cho nó hiệu quả. Học bên lớp này các bạn sẽ biết được sau này mình sẽ cần học cái gì, còn học bên lớp cơ bản thì ta sẽ trang bị cho mình cái kiến thức, để tránh tình trạng các bạn cứ thấy bạn bè nó đăng ký học nhiệt tình, mình cũng đăng ký được vào học với phát hiện ôi nó khó quá không học theo được, thì như thế cực kỳ nguy hiểm. Với lại cái mục tiêu của thầy là để phát triển năng lực của các em, năng lực cài đặt code chương trình, chứ cái mà ta cần là cần trang bị cái đấy cho các em, chứ còn bây giờ các bạn nghe để biết các bài này sau quên ngay mà, bởi vì mình không cài đặt được, không làm được thì các em sẽ quên ngay. Nên chỗ Dự và các bạn có cần bổ sung về học sinh công cộng thì thầy ép thêm cái lớp kia nhé. À, các bạn nhớ nhắn qua Zalo của thầy nhé, để thầy thấy Zalo của thầy là 0854518333, các bạn nhớ ép thầy để thầy nhắn qua cho thầy, để thầy kết bạn thầy thêm các bạn vào học ở trong cái lớp cơ bản, thì coi như các em học song song cả 2 lớp luôn cho được nhiều. Cái Zalo của thầy đâu nhỉ, thì các bạn nào kết bạn thì các bạn qua Zalo thì thầy sẽ thêm các bạn vào nhóm đấy. Rồi, về ta xem test bài làm của mọi người nộp lên đây. Bài ta đang làm bài là bài tên là BT2. Ta xem BT2 tới thời điểm này có những bạn nào đã nộp test bài làm. Thầy có bạn Bình, bạn Duy này, có Huy này, Minh Chu này, bạn Quân này. Rồi, Thuận chưa nộp bài bài này nhé, Thuận nộp test lên trên đường link nhé, đường link thầy gửi ở trong file đấy, đường link Google Drive. Làm được bài nào thì gửi test vào đúng thư mục của bài đấy, mà sau test này sẽ dùng để chấm bài của các em và chấm bài của các bạn. Khi đó nó sẽ xảy ra 2 khả năng, giống như Huy khi nãy bảo là tại sao em làm đúng mà khi em chấm test đấy nó bị sai, có khả năng cái bạn xin test đấy bị sai, khả năng thứ hai nữa là mình
code của mình chưa tối ưu. À, vừa rồi Huy có hỏi là cái code chương trình nó báo cái lỗi này, 10 minutes with cái lỗi này. Cái lỗi này thông thường là nó sẽ bị tràn bộ nhớ hoặc là truy cập vào một cái vùng nhớ không xác định. Thông thường nó là lỗi do cái chương trình của mình chạy bị lỗi về cái việc truy cập bộ nhớ. Nên em chỉ là kiểm tra lại xem mình dùng như thế nào. Có khả năng là khai báo một cái mảng 2 chiều kích thước quá lớn chẳng hạn. Rồi bây giờ ta sang kế tiếp bài số đẹp. Vậy với bài số đẹp này thì với cái đoạn code như trên thì thầy trò mình đã có được hai cái hàm rất hay là hàm số đẹp và hàm tìm số thứ n. Với cái hai cái hàm này thì ta đã giải quyết được một phần của bài toán. Đấy, ta thu được hai đẹp, hai cái hàm này, hàm số đẹp và hàm tìm số thứ n. Với hai cái hàm đấy thì các bạn từ giờ trở đi các em sẽ làm quen với lớp bài toán. Người ta định nghĩa một dãy số, sau đó người ta cho số nguyên dương n, tìm phần tử thứ n của dãy số đó. Đây là một trong những cái dạng bài toán phổ biến nhất về số học hiện nay. Hiện nay thì trong cái cuốn sách đâu nhỉ? Đây, trong cái cuốn sách N gọi là Encyclopedia đây, of Integer Sequence. Ở cuốn sách này thì nó có khoảng tầm cùng với các cuốn sách bên trên nó có khoảng tầm 300.000 các loại dãy số. Trong đó cái dãy số thầy trò mình đang làm nó cũng là một trong dãy số trong cái cuốn sách này. Nó được gọi là dãy số đặc biệt, dãy số đẹp, rồi dãy số XYZ gì đấy. Ví dụ hôm nào bạn Trường Sơn bạn nghĩ ra được một cái dãy số có đặc điểm gì đấy. Ví dụ có một đặc điểm nào đó, sau đó bây giờ bạn bảo là cho số nguyên dương n, hãy tìm số đẹp thứ n của cái dãy tên là dãy Trường Sơn chẳng hạn. Đấy. Thì nó là một lớp bài toán. Thì ở trong cái quyển sách bên hình bên phải màu tím này thì nó có tới khoảng tầm 300.000 tới cập nhật đến năm 2018 nó có khoảng tầm hơn 300.000 dãy số đặc biệt loại như thế. Và đây là một cái kho dữ liệu để làm đề thi cực hay cho các bài thi môn tin học nhé. Các em lưu ý chỗ đấy. Cuốn sách này các em có thể tìm ra được, nhưng tuy nhiên thì cái ta đang giải quyết là cái mô hình bài toán giải quyết chung. Đó là ta định nghĩa một cái hàm số đẹp với mỗi bài khác nhau thì nó định nghĩa khác nhau. Rồi khi đó với bài sau đó ha, để tìm được cái số đẹp, cái mô hình tìm số đẹp thứ n của mọi bài là ta sử dụng cái mô hình bài toán này nhé. Nó luôn luôn giống, nó không khác nhau tí nào luôn. Rồi bây giờ ta sẽ lấy bài làm của một lấy beauty của Huy. Thầy chưa kịp paste mà Huy đã cập bảo được rồi, thì cho anh thử lúc chờ Huy thì thầy lấy code của một bạn nào đó đẹp đẹp hơn. Dự vẫn đang làm bài này đúng không? Rồi ta Trường Sơn. Trường Sơn được hai bài rồi. Thuận, xem Thuận BP của Thuận nào. Đây bài beauty của Thuận, ta sẽ rồi tổng bình phương các chữ số đây, ta tách chữ số ở hàng đơn vị, ta tính bình phương lên, ta đẩy vào tổng, sau đó cắt chữ số ở hàng đơn vị ra. Đấy. Rồi hàm kiểm tra tính nguyên tố. Okay. Hàm xử lý. À, cái chỗ này không cần tới long long nhé Thuận nhé, chỗ này chỉ cần y là t thôi, bởi vì cái số đẹp này, người ta không không cần tìm số đẹp đến 10 mũ 18, mình làm sao chạy được tới đấy. Ở đây thì bạn tổ chức nó thành một cái thủ tục xử lý để tìm đến số đẹp thứ n, thì bạn đẩy nó vào trong mảng C, sau đó tăng y ra, lưu ý
Cái việc ổn. Xem như ra để ta thấy rằng cái việc tăng y lên là việc tìm đến số kế tiếp. Rồi, về rất này. Rất ổn. Đấy, thế bên đó là thành hai cột để cho nó đỡ số trang đi. Đấy, sau đó thầy sẽ gửi lại tới các em cái file này. Nhớ là hết cột 1 đến cột 2 các em nhé. Đấy, hiện tại server của thầy ngày hôm nay dù thời tiết đấy nhưng mà thầy nhận được bài chấm của rất nhiều các bạn học sinh từ lớp cơ bản, lớp nâng cao, lớp online với lớp offline. Và thấy các bạn cũng nộp test rất tích cực. Sau khi làm xong bài này các em cần phải nộp test ngay. Các em nào có câu hỏi hoặc là gặp khó khăn khi cài đặt chương trình thì xin mời các em chia sẻ bài làm nhé. Hoặc là comment báo thầy biết gặp khó khăn ở đâu thì ta sẽ giải quyết luôn. À, thế này thầy tới à, khi thầy Thuận chỉ khai báo các cái thư viện này thì ta không cốt theo cái phong cách này nữa nhé. Đấy, ta sử dụng thư viện tổng hợp để dùng nó luôn. Tất nhiên dùng như thế kia vẫn hoàn toàn chính xác. Rồi bây giờ ta sẽ dành thời gian khoảng tầm 2 phút nữa các bạn cài đặt nhanh cái bài toán BT2. Và cái bài toán BT2 nó mở ra một cái lớp bài toán tìm số thứ n của một tập hợp. Và bây giờ hiện tại có khoảng tầm hơn 300.000 cái dãy số loại đặc biệt như thế này, loại đẹp như thế này. Và cứ với mỗi dãy số người ta định nghĩa, và với mỗi định nghĩa đấy ta sẽ thu được một loại số. Và các số này được đánh số thứ tự bắt đầu từ 1 trở đi. Người ta cho n để tìm số đẹp thứ n của tập này. Đấy. Và khi đó bài toán này ta sẽ chia thành các cái bài toán con. Nếu đây là bài toán T1, T2, T3, T4 thì giải quyết 4 bài toán này thì ta sẽ thu được bài toán T là bài toán tổng quát hoặc là bài toán toàn bộ này. Thì phương pháp này gọi là phương pháp chia bài toán lớn thành bài toán nhỏ, giải quyết xong các bài toán nhỏ thì ta thu được bài toán lớn. Thế. Và đây là một trong những cái tư tưởng lập trình cực kỳ quan trọng. Ta tránh hạn chế cái việc cài đặt tất cả mọi thứ trong chương trình. Việc cài đặt mọi thứ trong chương trình dẫn đến lúc nó đúng thì không sao, nhưng lúc nó sai thì ngồi sửa rất vất vả. Các em phải hình dung khi đi thi ta chỉ có được 180 phút. Do đó nếu nó bị sai cái đoạn kiểm tra số đẹp thì ta sửa nó rất đơn giản vì nó có vài dòng. Muốn sai nó bị sai chỗ đoạn tìm số thứ n, nó bị lặp vô hạn đâu đây, nó cũng chỉ mất đoạn này. Nhưng nếu ta code tất cả all in one trong một cùng một cái int main hoặc là trong cùng một cái hàm nào đấy thì khi đó cái bản thân cái hàm đấy chạy sai kết quả thì ta sửa vất vả lắm. Nên theo tư tưởng chia để trị nó quan trọng đấy. Chia bài toán lớn thành nhiều bài toán nhỏ, giải quyết được bài toán nhỏ là bài toán lớn đấy. Sai bài toán nhỏ nào sửa bài toán nhỏ đấy. Rồi ta quay trở lại, do cái quỹ thời gian của ta cũng không có nhiều nên ta sẽ giải quyết luôn cái bài toán số 4. Do cái nội dung của ta trong vòng 5 buổi cái số lượng chuyên đề bài tập về số học nó nhiều lắm. Cái 11 bài này thì theo đề yêu cầu ta chỉ được giả học trong tối đa là 2 buổi. Và thời gian ra chủ yếu là các em phải làm ở nhà. Và các em nộp bài và nộp test trên server. Sau đó thầy sẽ tải test và up lại của tất cả các em. Sau đó các em sẽ chấm bài làm bởi test của mình và test của các bạn.
Rồi ta sang bài số 4 nhé. Các bạn nhé. Nào, xin mời các em ta quay sang bài số 4. Khi quay sang bài số 4 thì bên tay phải nó có một cái hình khá đẹp là nói về số nguyên tố Gauss. Sau này các bạn học cái bộ môn kỹ thuật xử lý ảnh thì nó có kỹ thuật xử lý ảnh, không phải Photoshop đâu, kỹ thuật xử lý ảnh ta lập trình ấy, thì nó có một cái khái niệm Gauss và cái gradient, và thêm một cái nữa gọi là histogram. Đó là những cái thông số quan trọng. Thì cái số nguyên tố Gauss với cái chuẩn nhỏ nó bằng N50 nó đưa ra được cái hình vẽ như trên. Các bạn nhìn thấy cảm giác nó giống như là cái mã QR đúng không? Mã QR. Thì hiện nay thì ta sang bài số 4, bài số nguyên tố palindrome. Như vậy số này nó bao gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất nó là số nguyên tố. Số nguyên tố palindrome là số mà viết xuôi hay viết ngược số nguyên tố đó ta vẫn chỉ thu được một số. Đấy. Ta để ý nhé, số 101 viết xuôi hay viết ngược ta vẫn thu được nó là số 101, nhưng nó phải là số nguyên tố. Số 191 viết xuôi đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái, hay nói cách khác nó bằng chính số đạt của nó, nên số này được gọi là số đẹp, và phải thêm điều kiện nó phải là số nguyên tố. Bây giờ người ta cho n và hãy tìm số nguyên tố palindrome thứ n của cái tập này. Đấy. Vậy thì với cái bài toán này thì các bạn sẽ nghĩ ngay rằng số này nó phải thành tổ chức nó thành một hàm số đẹp, và hàm này nó sẽ phải thỏa mãn điều kiện là thứ nhất nó phải là số palindrome, tức là nó là một cái số đối xứng đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái là giống nhau, nên nó để làm được điều đó ta sẽ đi tìm số đảo của nó. Nếu số đảo của nó bằng chính nó thì nó là số đối xứng. Tiêu chí thứ nhất đã xong. Tiêu chí thứ hai, nó phải là số nguyên tố, vậy thì ta tổ chức một hàm số nguyên tố. Đấy. Vậy thì ta lấy luôn cái form của cái ý tưởng thuật toán ở đây. Ý tưởng thuật toán của ta sẽ lần lượt sinh ra các cái số. Bây giờ thầy cũng gọi nó là số đẹp. Cái từ số đẹp với bài toán này đó chính là cái số nguyên tố palindrome. Đấy. Đúng không? Số này được gọi là một số đẹp bởi vì này nó là số nguyên tố palindrome, nó là cái số đối xứng và nguyên tố. Thầy gọi chung nó là số đẹp. Đấy. Như vậy thầy thầy lần lượt sinh ra các số nguyên tố và palindrome, thầy lưu nó vào trong mảng A. Sau đó kết quả của bài toán đó chính là phần tử thứ n của mảng A. Như vậy nó y như bài toán bên trên, nhưng cái hàm số đẹp này tí nữa mình sẽ phải cải tiến nó. Bây giờ theo định nghĩa của nó, một số được gọi là số nguyên tố palindrome nếu mà đọc ngược hay đọc xuôi thì nó vẫn chỉ là một số và nó phải là số nguyên tố. Đấy. Vậy thì ở đây ta sẽ thực hiện cần phải tổ chức một cái hàm đi tìm số đạo của một số nguyên dương u. Tìm số đạo của u. Ví dụ như u bằng 1, 2, 3 thì số đạo của u là 3, 2, 1. U bằng 9 thì số đạo của u nó cũng bằng 9. Này. U bằng 12, số đạo của nó là số 21. Rồi, kế tiếp nữa, ta phải tổ chức một hàm để kiểm tra xem nó có phải là số đối xứng hay không. Ở đây hàm nguyên tố số người u đây này. Ta tổ chức một cái hàm có thầy đặt tên là thầy hay gọi nó là hàm Palin. Đấy. Kiểm tra xem số nguyên dương u có phải số Palin drone mà hay không. Số palindrome là số đảo của nó bằng chính nó. Đấy, như vậy thì ta tổ chức cái hàm thứ hai. Hàm thứ ba là ta phải kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không. Ta cần hàm kiểm tra tính nguyên tố. Ở đây nó mất cứ khoảng tầm 1.000 lần kiểm tra tính nguyên tố, do đó các em có thể sử dụng tới sàn nguyên tố.
Tuy nhiên ta cũng thận trọng trong cái việc sử dụng sàn nguyên tố, bởi vì cái số đẹp thứ n này mình không biết giá trị của nó tối đa là bao nhiêu. Do đó mình nên cài đặt theo cách này để tí nữa mình chạy chương trình của mình với n bằng 1.000, thầy thu được giá trị lớn nhất. À, thầy phát hiện ra giá trị lớn nhất này nhỏ hơn 16. Vậy thì thầy quay lại bài toán này thầy làm với giải thuật sàn nguyên tố. Huy nhá, thầy thấy Huy làm dùng sàn và Thuận cũng dùng sàn, thì lưu ý. Ta nên làm theo cách này để chạy với n bằng 1.000 để xem cái kết quả bài toán là bao nhiêu. Nếu kết quả nó mà nhỏ hơn 10 mũ 6 thì ta sẽ sử dụng sàn nguyên tố để làm thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà kết quả nó ra có khoảng tầm 10 mũ 18, 10 mũ 12 thì ta hãy trung thành với hàm nguyên tố. Rồi bây giờ ta tổ chức một hàm được gọi là hàm số đẹp, xem kiểm tra xem U có là số đẹp hay không. Từ số đẹp ở đây có nghĩa là đối xứng và nguyên tố. Đấy, từ số đẹp này nó có nghĩa là vừa là số đối xứng vừa là số nguyên tố. Và cuối cùng ta sẽ cần tổ chức ra là hàm tìm số đẹp thứ n của dãy số. Đấy, số số đẹp thứ n. Như vậy thì với mô hình bài toán này thì ta nhận thấy này, với mỗi số nguyên dương n thì ta gọi thủ tục tìm số n, số đẹp thứ n. Trong thủ tục tìm số đẹp thứ n thì thầy thực hiện cái công việc là chừng nào sinh chưa đủ n số đẹp thì thầy sẽ sinh các cái số đẹp này lưu vào trong mảng A nhé. Đấy, thầy cũng cần phải tổ chức một hàm để kiểm tra xem một số có là số đẹp hay không. Một số được gọi là số đẹp nếu nó là số đối xứng và là số nguyên tố. Vậy thì thầy sẽ sửa lại như sau. Nếu U là số nguyên tố và U là số đối xứng. Đấy. Số Pauline, chữ đối xứng như thế này thầy đặt tên nó là Pauline. Đấy. Nếu U là số nguyên tố và U là số Pauline thì Di Tân Chu ngược lại Di Tân Phô, rất rõ ràng nhé. Vậy thì hai cái hàm này thì cốt ra đây cho nó màu mè cho nó đẹp. Đây. Cáp cái màn hình để cho nó ngầu. Cái cáp này các bạn có đọc nổi không? Ở đây nó chỉ có mỗi từ này thôi. Theo kinh nghiệm cắt màn hình của thầy thì trước khi cắt màn hình phải thầy phải cười tươi một tí ý. Thì khi đó ảnh gửi cho các bạn nó mới đẹp lên được. Bây giờ xin mời các em cài đặt bài toán này. Ở chỗ Trung vua Huy có đã gửi lại bài PPT2 rồi đúng không? Để xem lại bài PPT2. Các bạn ở trong lớp mình trong quá trình học gặp khó khăn ở đâu thì các em tương tác hỏi trực tiếp thầy ngay nhé. Và có bạn bảo thưa thầy, thầy ơi chỗ nào em cũng thấy khó cả. Và sao cái này nó khó thế? Ừ. Nó khó ta mới học ở chuyên đề khó, còn cái chuyên đề dễ hơn thì nó ở bên cái lớp cơ bản, và ở bên lớp cơ bản thì thầy sẽ đẩy các em vào trong đấy để cho các em. Huy ơi ở trên bảng ranh có mà, Huy vừa hỏi bài bài bốn tên nó là cái gì nhỉ? Bài N Palin. N-palin, ôi bằng ranh cũng thấy nó chạy đâu rồi. Đây. Ôi bằng ranh của thầy bay màu rồi. Cái bằng ranh dạo này do cái số lượng các bạn nộp bài tích cực quá. Thôi thầy xem trên thêm ít rồi.
N. Thì có một con server, có một con server khác nhưng mà chưa có thời gian để vận hành nó. Tối đa là 6 hiện. Thì thấy các bạn ở đây nó đều cho kết quả 6. Cái bộ test của ông Vani thấy các bạn khác đều bị bay màu, có khả năng ông này xin test sai này. Hoặc là có khả năng là phải xử lý số lớn hay làm thế nào đấy. Tưởng rất hay, xử lý số lớn. Đó là với bài beauty. À, và có một số bạn à, đấy thầy nhận được bài của bạn Chu Thanh Minh để đã nộp bài ở đây. Nộp bài thì các em xem trên lịch sử chấm ở cái trang cá nhân của mình nhé. Cái bảng ranh do số lượng người nộp nhiều quá nên nó rất chi là lag. Đấy, bạn Chu Thanh Minh đọc bài rất tích cực nên hệ thống chấm nó vẫn đang chấm. Rồi trên đây là đó là cái bài số bài kế tiếp là bài số 4. Bài số 4 này có giới thiệu về số nguyên tố gauss, các bạn cũng nên tìm hiểu thêm cái này nhé. Sau này là một đây là một cái số rất hay mà các em có thể mở rộng thêm. Với cái số nguyên tố palindrome là một số rồi thì số nguyên tố gauss nó còn hay hơn nữa. Cái vẻ đẹp của số học nó có rất nhiều cái hay. Rồi ta sẽ sang tiếp. Ta đã chuyển tiếp được cái bài này chưa các em? Ta sẽ chuyển sang bài số sinh đôi, bài số 5. Hôm nay ta sẽ cố gắng tua nhanh một chút. Sau đó thầy gửi đến lấy ý tưởng thuật toán ở bài này. Để thầy xem kiếm được một cái code nào hay hay của
Bạn này N-P-Valin. Các bạn code, cứ code đi nhé, để xem này. À, chú Thanh Minh này đang được ba bài rồi, rất tốt. N-P-Valin. Chỗ Trung Minh quên bài này của ai nhỉ? Bây giờ thầy xem lại bài của Huy nhỉ? Chỗ kia cái bài Nepali này thầy góp ý cho em nhé. Thứ nhất là cái chỗ thư viện thì ta sử dụng được một thư viện tổng hợp là được, không không cần thiết phải tách nó ra như thế này. Ngoài ra em dùng thế vẫn đúng thôi. Hàm kiểm tra tính nguyên tố thì ok. Thầy thấy rất nhiều bạn học sinh code theo cái kiểu dấu ngoặc nó nằm ở bên trên này, có khả năng là do sản phẩm của DeepSeek, nhưng có chăng thì ta nên để dấu ngoặc nó xuống dưới. Rồi cái chỗ này thì cho y chạy từ 2 cho tới phần nguyên căn bậc 2 của số cần kiểm tra tính nguyên tố. Ở trong cái trường phái code mới bây giờ, người ta bình phương hai vế lên, người ta không tính căn nữa mà người ta bình phương hai vế lên là y bình nhỏ thu năm nhé. Đấy, chỗ này thì ta sửa lại y bình nhỏ thu năm thì nó sẽ hay hơn. Trong khi code thì cố gắng xóa những cái dòng code. Cái việc sử dụng tên biến của em là rất hay. Đây là một trong những cái trường phái code rất gọi là ta gọi lớp code lập trình chuyên nghiệp. Đó là sử dụng tên các biến có phân biệt chữ thường chữ hoa, nó phản ánh đúng nội dung của các cái biến mà ta đang dùng trong cái đoạn chương trình đấy. Tuy nhiên thì về tổng thể thì theo góp ý của nhiều chuyên gia, sao không phải của em? Theo góp ý của nhiều chuyên gia thì ta không nên sử dụng các cái tên biến mà có quá nhiều các ký tự này. Các bạn phải ta phải hình dung được rằng khi ta đặt trên tên chương trình con dạng hàm từng này ký tự thì riêng việc gõ từng này ký tự đã mất nhiều hơn thời gian mình gõ tên một hàm. Ví dụ thầy gọi là tìm số n nó có khoảng tầm 6 ký tự thôi thì cái này lên tới 18 ký tự. Hay nói cách khác là thời gian làm bài nó sẽ tăng lên gấp 3 lần. Thời gian soạn thảo nó sẽ tăng lên gấp 3 lần. Do đó tên biến ta nên đặt một cách ngắn gọn logic nhất có thể, để khi cài đặt, để khi các em viết chương trình đấy, nó vẫn phản ánh đúng được ý nghĩa của các biến đấy và cái số lượng ký tự gõ là ít nhất có thể nhé. Chứ ta không code như thế này và làm chi phí thôi, chi phí soạn thảo, thời gian soạn thảo. Hãy dành tiết kiệm thời gian đó để dành làm mấy cái bài khó phía sau, bởi vì đề càng về sau càng khó. Có thể góp ý cho Huy ở cái đoạn này. Chỗ dự cố gắng lên nhé. À, không vấn đề gì, mình cứ đi tham khảo được. Bởi vì thực tế sau này lập trình thì đa số là mình sẽ phải tham khảo trên Overflow đủ đủ các loại trang để có thể hỗ trợ mình tham khảo. Convert nó sang sâu, sau đó kiểm tra tính nguyên tố, ý tưởng tốt đấy. Cái hàm kiểm tra tính nguyên tố này nó chạy sai với trường hợp u bằng 1. Do đó chỗ này bạn đã sử dụng sàn rồi. Về đây bạn cho trẻ bằng 2 tới 10 mũ 6 và thực hiện nếu thằng này thì đẩy thằng y vào trong thằng vector. Sau đó nếu mà sinh đủ n số rồi thì lấy nó ra và return ra ngoài. Đó cũng là một ý tưởng hay. Ở đây thì thầy góp ý thêm ở trong đoạn code này,
thay vì chữ return ra ngoài thì em nên break, break ra ngoài. Bởi lẽ em đang ở trong một cái vòng lặp thì việc ra khỏi vòng lặp nên break, chứ để ra khỏi vòng lặp mà return thoát ra hẳn chương trình đó cũng không là một, không phải là lựa chọn sáng suốt nhé. Ta nên break nó ra thôi, em lưu ý ta nên break nó ra chứ không return. Return này thường thì người ta hay dùng cho trong các chương trình con, chứ hạn chế return nó ở chương trình chính, bởi vì thằng chương trình chính nó luôn có một cái return ở cuối này, ta không nên nhảy góc xuống dưới đây. Còn tại sao thì sau này các bạn ở khi mà viết chương trình đa đa chức năng ấy, nếu mà ta cứ return ra ngoài cái nó thoát hẳn ra ứng dụng luôn. Khách hàng ví dụ như khách hàng đăng nhập vào bị sai mật khẩu mà mình return ra phát nó thoát luôn cái ứng dụng Smart Banking chẳng hạn thì nó không hay. Đấy. Nên thầy góp ý với code của Thanh Minh. Nguyên là NBP2 rồi Trường Sơn đang là 2 bài, ta xem bài Valin một thuận. Ý tưởng của Thuận chỗ này rất hay. Chỗ này là đến một nửa dãy số, xong quy đồng mẫu số nó cái số 2 từ bên phải sang bên về trái. Ý tưởng rất hay. Sao cái thằng này nó lại đứng đây trông vô duyên thế nhỉ? Thế này là quá đẹp rồi. Rồi, ok, tốt của Thuận rất là ổn. Thêm bài làm ở đây. Rồi, đó là ở cái bài số 4. Các em chưa cài đặt xong bài số 4, nhiệm vụ của các em sẽ tiếp tục cài đặt bài số 4 này theo ý tưởng thuật toán thầy trò mình đã phân tích ở bên trên nhé. Ý tưởng thuật toán này. Để zoom nhau to cái. Tí nữa các bạn nếu mà cần phải điều chỉnh lịch học thì để cho phù hợp thì các em mà không bị trùng thì các em báo lại với thầy nhé, để thầy cho mình thảo luận chọn ra một cái lịch học nó phù hợp hơn, tránh tình trạng cái đấy. Bạn là Thanh cũng xin nghỉ để do bị trùng lịch các buổi tối, và ta sẽ sắp xếp phù hợp. Cái đợt hè này là cái giai đoạn tốt nhất để các em tăng tốc. Rồi ta sang bài kế tiếp luôn nhé. Ở cái đoạn ở cái bài số 4 này có bạn nào còn gặp khó khăn thì các bạn comment số 1 cho thầy nhé, để thầy hỗ trợ luôn trong quá trình cài đặt. Hoặc là sau bây giờ mà các bạn chưa gặp khó khăn gì thì trong quá trình làm bài ở nhà em gặp khó khăn thì các em cứ nhắn qua Zalo ở trong nhóm hoặc là nhắn riêng tới thầy thì thầy sẽ cố gắng giải đáp tốt nhất có thể. Rồi, tâm bây giờ ta giải quyết tiếp bài toán số 5 các em nhé. Ở bài số 5, hôm nay ta có nhiều bài quá, nợ nần, nhiều bài mà nhiệm vụ của ta phải hai hôm là hết. Các bài này, rồi, ta cố gắng vậy. Ở bài số 5 là bài số sinh đôi thì ta đã định nghĩa như thế này. Bên tay phải của các bạn thì các bạn nhìn thấy một cái hình màu đen ấy. Đây là một cái số khá đẹp là 1066001. Đây là một cái số nguyên tố rất hay, rất đẹp mà ta tìm được. Nó có tên là Davis Primer Number.
Đấy. Đây là một cái số nguyên tố khá to mà là đối xứng. Nói chung theo thầy nghĩ đó là một số rất đẹp, chỉ bao gồm số 1, số 0 và số 6. Rồi ta quay trở lại với cái bài toán của ta. Trong định nghĩa về số thì có một cái khái niệm được gọi là số sinh đôi. Đây là một cái số có cái giá trị rất quan trọng. Sau này các bạn sẽ sử dụng nó trong khi đi code chuyên nghiệp. Thì số sinh đôi là gì? Số sinh đôi là cái số mà cái độ chênh lệch của nó bằng một hằng số. Ví dụ như số 3 và số 5 là số sinh đôi, số nguyên tố sinh đôi với nhau. Bởi vì 3 là nguyên tố, 5 là nguyên tố và 5 trừ 3 bằng 2 và độ chênh lệch của nó bằng 2. Các số sinh đôi mà có độ chênh lệch bằng 2 bao gồm có 13, 11, 17, 19. Đấy là các số sinh đôi. Vậy thì bây giờ bài toán quay trở về là cho số nguyên dương K và cho số nguyên dương N. Người ta hỏi rằng là xác định số cặp số sinh đôi nằm trong phạm vi từ 1 đến N. Đấy. Như vậy thì tới thời điểm này thì ta sẽ nghĩ ngay đến việc nếu thầy có một số đang là số Y thì số kế tiếp của nó sẽ là Y cộng K. Nếu y là số nguyên tố và thằng y cộng k cũng là số nguyên tố thì ta tăng bị đếm lên. Đấy. Và ta như vậy thì ta nhận thấy rằng với cái bài toán số sinh đôi này thì nếu ta for y là các số nằm trong phạm vi từ 1 cho đến n thì cái giá trị đồ số đứng sau nó mà cần kiểm tra đó chính là số y cộng k là số kế tiếp. Đấy kiểu giống như này. Nếu ta có q trừ p bằng k thì ta chuyển p sang bên tay phải thì ta có q bằng là k cộng p. P đây chính là cái biến y của mình. Vậy thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy rằng đây là một bài toán có tính chất duyệt tuần tự. Duyệt tuần tự tức là mình cứ for từ đầu đến cuối thôi. Vậy thì với cái bài toán này thì bài toán số sinh đôi, không biết các bạn ở nhà có thời gian ra đọc đọc trước các bài này chưa? Các em lưu ý nhé, bởi vì cái khoảng thời gian giữa các buổi học của mình là cách nhau ra một ngày. Nên các em dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ học tập và làm thêm các bài tập mới. Bạn nào làm thêm được càng nhiều, thầy sẽ cung cấp càng nhiều bài tập hay ngoài chương trình học của mình. Thầy sẽ giúp cho các em phát triển tối đa. Rồi về thời ý tưởng thuật toán của mình thì ta nhận thấy rằng số sinh đôi tổng quát nó có dạng là số sau trừ số trước bằng k. Vậy thì về ý tưởng thuật toán thì ta sẽ thực hiện là duyệt y chạy từ 1 cho tới n trừ k. Nếu y là số nguyên tố và thằng y cộng k cũng là số nguyên tố thì người ta hỏi đếm mà đếm thì ta tăng lên thằng z lên đấy. Và thuật toán của mình chỉ như thế thôi. Vậy thì ta có cái sắp tác đầu tiên. Đó là ta sẽ thực hiện là đề bảo như thế nào ta làm như thế đấy. Ta là cũng làm như thế này. Bước 1 thì ta sẽ tổ chức cái hàm nguyên tố để kiểm tra xem U có là số nguyên tố hay không. Đấy. Bước 2, ta sẽ thực hiện duyệt giống như thằng này. Trước khi duyệt thì ta phải thực hiện một cái thao tác khá quan trọng mà nhiều bạn hay quên. Đó là các em khởi tạo cái thằng Z có giá trị bằng 0. Đấy. Ta đếm, đếm thì khởi tạo tổng bằng 0 là chuyện bình thường thôi. Sau đó ta thử tất cả các giá trị y nằm trong phạm vi từ 1 cho đến n trừ k. Có bạn hỏi là tại sao thầy không for cho tới n? Nếu thầy for cho tới n, thầy đang đứng ở n thì sau n có thằng nào nữa đâu mà kiểm tra nó có phải là số nguyên tố hay không, đúng không? Sau n làm gì còn thằng nào nữa, vậy thì mình chỉ chạy tới n trừ k thôi thì thằng đứng sau thằng n trừ k đó chính là thằng n, bởi vì giá trị của nó là y cộng k mà. Vậy thì nếu y là số nguyên tố vậy thì ta sẽ ghi là nếu nguyên tố của y bằng chu và nguyên tố của y cộng k bằng chu thì ta thực hiện tăng thằng z lên. Đấy, đó là nhìn.
Bây giờ các bạn hãy comment cho thầy biết độ phức tạp thuật toán. Là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình làm theo cách 1, độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu? Xin mời các em bật cửa sổ chat lên và comment. Hãy cho biết với giải thuật theo sắp tắt 1 của bài toán số 5. Thì độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu? Xin mời các em bật cửa sổ chat. Minh Chu đề xuất là 2 nhân n trừ k. Cảm ơn Minh Chu. Xin mời các bạn đề xuất kế tiếp. Độ phức tạp là viết bởi ký pháp ô lớn, ô của bao nhiêu? Mạnh dạn lên nào. À, đấy, thầy. Mạnh dạn lên cái nhớ ra. Nhớ ép không thời gian, một tí nữa thầy cho mình đã bay mòn. Thầy nhận được thêm một kết quả nữa, Huy cho rằng đó chính là n trừ k nhân với căn của y nhân căn của y cộng k, cũng là một ý tưởng rất hay. Rồi Thuận là đề xuất là n trừ k nhân với 2 căn y và y tối đa là n trừ k. Như vậy thì ta thấy rằng là có vẻ đúng rồi. Tuy nhiên thì ta phải cần phải làm rõ hơn một tí. Khi tính toán độ phức tạp của thuật toán thì ta sẽ tính toán độ phức tạp của từng đoạn chương trình một. Thì ở đây thì ta có bước một của mình là sẽ thực hiện khởi tạo, nên độ phức tạp là ô một, không tính tiền làm gì. Ở bước thứ hai là bước duyệt. Bước thứ hai ta duyệt y chạy từ 1 đến n thì độ phức tạp của nó n trừ k là ô của n trừ k. Ở bước thứ ba ta gọi hai hàm nguyên tố này thì độ phức tạp của nó là ô của giá trị cần kiểm tra, bởi vì y cộng k của mình tối đa nó sẽ có giá trị bằng n, do đó độ phức tạp thuật toán này nói chung là ô căn n nhé. Căn của n trừ căn của y hay căn của y cộng k và y trừ k nói chung nó là y lớn nhất bằng n, mà n trừ k thì y cộng k nó bằng n, vậy thì độ phức tạp là cái giá trị lớn nhất trong các thằng đấy thì là ô của căn n. Vậy từ đó suy ra rằng vòng bên ngoài vòng for, bên trong là một vòng kiểm tra tính nguyên tố, nên độ phức tạp thuật toán chung của cả cái bước hai này sẽ bằng thằng này nhân với thằng này, hay nói cách khác ở bước hai độ phức tạp thuật toán của nó sẽ là ô của mở ngoặc n trừ k nhân với căn của n. Đấy, độ phức tạp này. Vậy như vậy thì nói chung độ phức tạp của thuật toán của ta sẽ là n trừ k nhân căn n. N trừ k thì tệ nhất k bằng 0 thì giá trị lớn nhất là bằng n, nên độ phức tạp của nó đây là ô n. Căn bậc 2 của n thì nó vẫn là căn bậc 2 của n. Vậy thì ta sẽ sử dụng cái căn bậc 2. Để thì căn bậc 2 là trốn thì cái số nghĩa thêm tí. Đồng ý. Có được chữ căn vất vả đi. Căn bậc 2 của giá trị lớn nhất mà mình cần kiểm tra là số n. Đấy. Nên nói chung độ phức tạp thuật toán của cái bài toán này các bạn phải nhận xét ra được là cái giá trị nằm trong phạm vi từ n nhân căn n. Và kết quả của các bạn đưa ra ở phía trên thì thầy thấy chỗ Minh Chu đưa ra là 2 nhân n trừ k là chưa chính xác. Của chỗ Vũ Huy đưa ra là n trừ k nhân với căn y nhân căn của y cộng k. Cái chỗ này của em đáng ra là phải n trừ k nhân với mở ngoặc căn y cộng với căn của y cộng k thì mới là chính xác. Còn chỗ Thuận là n trừ k nhân với 2 căn y thì bởi vì hai thằng căn này nó tương đương nhau và em phải đưa ra liên quan tới n,
y chạy tối đa liên quan tới có thể là n trừ k tương đương với n, hay nói cách khác ta phải rút ra được rằng độ phức tạp thuật toán nó tương đương với n nhân căn n nhé. Vậy biết được như thế thì ta nhận thấy rằng là nếu n của mình bằng 10 mũ 6 thì căn n bằng 10 mũ 3, 10 mũ 6 nhân 10 mũ 3 bằng 10 mũ 9, thì làm theo cách này thì giải thuật không tối ưu. Nó không tối ưu bởi vì kiểm tra tính nguyên tố quá nhiều lần. Ở buổi học trước, thầy trò mình nhấn mạnh rằng với một bài toán mà bị kiểm tra tính nguyên tố quá nhiều lần thì ta cần phải làm gì? Các em? À. Đấy. Bởi vì ta phải kiểm tra tính nguyên tố nhiều lần nên chi phí nên tốn chi phí về thời gian, tốn thời gian để trở nhanh. Vậy ta sẽ dùng sàng nguyên tố Eratos. Thế này. Vậy thì khi gọi sử dụng sàng nguyên tố tới Eratosthenes, thì các em theo các em ta sẽ sàng nguyên tố tới đâu? Các bạn bật bật cửa sổ chat nhé. Hãy cho biết ta sẽ sàng nguyên tố tới đâu. Để đây. Bật cái để tí nữa để ghi vào cái ô để danh. À, Thuận và Chiến và Minh Chu và Sơn đều cho là sàng cho tới n, rồi các bạn trả lời rất chính xác, đó là thầy trò mình đã sàng cho tới giá trị tốt nhất mà mình cần kiểm tra tính nguyên tố. Và như khi nãy ta nhận thấy rằng nó có thể kiểm tra cho tới n khi k bằng 0, do đó ta sẽ gọi giải thuật sàng Eratos cho tới giá trị n. Đấy. Sau đó ta sang bước thứ hai. Sau khi sàng Eratos cho tới giá trị n thì ta thu được một cái mảng FI bằng chu hoặc là bằng phô. Nếu bằng chu nếu y là số nguyên tố, bằng phô nếu y không là số nguyên tố, với y nằm trong cái đoạn từ 1 cho tới n. Đấy. Đó là ở bước 2. À, bước 1. Sang bước 2, ta vẫn thực hiện duyệt một cái cách rất chi là cơ học như trên. Ở bước 2, ta vẫn vào thực diện. Ta duyệt y chạy từ 1 cho tới n chữ k. Khi đó, để kiểm tra thằng Fi có phải là số nguyên tố hay không, y có là số nguyên tố hay không, ta kiểm tra xem trạng thái của số y trong mảng F có phải là số nguyên tố hay không. Tới thời điểm này, bạn nào cài đặt được giải thuật sàng nguyên tố, các bạn bật comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài đặt giải thuật sàng Eratosthenes, comment cho thầy số 0 nhé. Khi mà về các em khác, Luật, Thắng, Thắng là của chắc của bạn Minh mà, không. Bạn Quang Minh, rồi Pháp, rồi hiện nay thì nhận được 4 câu trả lời, là 5 câu trả lời cả Pháp nữa. Đấy. Rồi Ngọc Dự cốt được sàng nguyên tố, thế là tốt rồi em. Đấy. Cái sàng Eratosthenes tới tới thời điểm này thầy đã nhận được 6 cái câu trả lời của các bạn, để biết là rằng là đã có hơn một nửa các bạn đã cốt được tốt cái giải thuật sàng Eratosthenes. Nếu không cốt được thì các bạn hãy cốt lại, cốt đến khi nào nhớ thì thôi, cốt ở F9 không báo lỗi, thế là thành công, chạy ra đúng kết quả là thành công. Rồi sau khi sàng nguyên tố tới n thì thầy sẽ thực hiện cho y chạy từ 1 đến n trừ k. Nếu y là số nguyên tố và f bị của và y cộng k cũng là số nguyên tố thì ta tăng biến đếm lên. Đấy. Trước đó ta khởi tạo hết bằng không để ta khởi tạo thép bằng không ở đây chờ. Vậy thì sau đó sang bước 3 ta đưa ra,
để xem bài này ta làm gì đúng không? Làm tính toán được kết quả thì phải đưa nó ra chứ. Cái thầy thầy đang chia bài toán thành các bước này, người ta gọi nó là giải thuật thuật toán được trình bày dưới dạng liệt kê. Bước 1, bước 2, bước 3. Rồi bây giờ các bạn hãy comment cho thầy biết giải thuật sắp tắt 2 độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu? Thầy mong muốn nhận được 10 câu trả lời của 10 bạn đang ở trong lớp nhé. Thầy nhận được câu đầu tiên của Minh Chu cho rằng n bình nhân log của log n. Cảm ơn Minh Chu. Xin mời Nguyên, Trường Sơn, Dự, Vũ Huy, Chiến, Phát, Thắng. Thắng là chắc bạn là có Minh, Luật, bạn Thuận. Hãy cho biết ở sắp tắt 2 thầy trò mình vừa làm thì độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu? Cái hay nhất đó là khi nhìn được một đoạn chương trình, các bạn biết được độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu. Thuận đề xuất là ON. Huy đề xuất là N nhân căn N nhân với N trừ K. Chiến cho rằng ON. Nhà thầy nhận được là câu trả lời của Trường Sơn là n nhân n trừ k, Dự là n bình nhân n trừ k, Chiến là n bình. Trời ơi, sao mà sau khi dạy xong thầy thu được nhiều kết quả thế này? Sau này nếu có một cái bằng sáng chế nào đấy thì thầy sẽ in bằng sáng chế cho mỗi người một bằng sáng chế để mọi người đưa ra được một cái độ phức tạp thuật toán rất chi là ngầu và có vẻ rất liên quan đến bài toán này. Theo các em, trong các đáp án các mọi người đưa ra, đáp án của ai là đúng? Ở trong các đáp án đưa ra thầy thấy có đáp án đúng, mọi người hãy gõ tên, dự đoán gõ tên người có đáp án đúng giúp thầy. Huy, thầy đã đưa ra đâu? Trường Sơn xung phong nhanh tay thế. Luật cho là ON, đó cũng là ý kiến tốt. Trường Sơn là đưa ra n nhân n trừ k tương đương với n bình. Rồi thì ta kết luận luôn giống như bạn Luật, bạn vừa đưa ra cái nhận định là độ phức tạp của thuật toán các bạn đưa ra bên trên thì độ phức tạp thuật toán là ON. Là vậy thì tại sao có ON? Thì ta nhận thấy như sau: giải thuật sàng nguyên tố có độ phức tạp thuật toán bằng bằng giá trị cần sàng. Ở đây ta sàng nguyên tố cho tới n nên độ phức tạp ở đoạn này là ô của n. Khởi tạo z ô1 cho y chạy từ 1 cho đến n thì trừ k, độ phức tạp thuật toán là ô của n trừ k. Đoạn kiểm tra thằng này có phải là số nguyên tố hay không là ô1. Rồi do đó thằng này nhân với thằng này nó sẽ bằng n trừ k. Thằng này là ON, thằng này là ON trừ K. Theo nguyên tắc thì tính toán độ phức tạp thuật toán thì nó là đoạn chương trình tốn thời gian nhất, đó là ta sử dụng hàm max là hàm lớn nhất. Ta lấy max của N với N trừ K, vậy thì ta kết luận luôn là ở sắp tắt 2 độ phức tạp của thuật toán, ta gọi độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình viết bởi ký pháp ô lớn. Và ở đây độ phức tạp thuật toán nó là ON. Với một máy tính như chấm tốt thì N của ta có thể chạy lên tới được là 10 mũ 8. Tuy nhiên với máy chấm của thầy Thành thì nó chưa có thể chạy lên tới được 10 mũ 6. Máy của thầy rất chi là xịn sò. Vậy thì qua đây các bạn cứ ghi nhớ lại
cái cách để tính độ phức tạp thuật toán nhé. Và hãy nhớ rằng giải thuật sàng nguyên tố mức độ phức tạp thuật toán là ô của giá trị cần sàng, giải thuật kiểm tra tính nguyên tố mức căn bậc hai của giá trị cần kiểm tra. Cứ một vòng for thì mức độ phức tạp là bằng cái giá trị cuối mình for tới. Nếu có hai vòng for lồng nhau thì lấy hai thằng đó nhân với nhau. Đấy. Sau đó với mỗi đoạn chương trình ta tìm max của các cái giá trị đấy thì ta sẽ đưa ra được độ phức tạp thuật toán của bài toán. Trong chuyên ngành IT thì khi học lập trình thì các em có hẳn một cái nội dung học về tính độ phức tạp thuật toán, nó nằm hình như trong bộ môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Ngày xưa thầy học cái bộ môn này của cuốn sách của thầy Đỗ Xuân Lôi. Rồi, như vậy với cái sắp tác 2 và sắp tác 1 và sắp tác 2, đây là hai cái cách để làm bài toán. Để gửi lại cái sắp tác này. Đấy, đó sắp tác 1 và sắp tác 2 của bài bài này. Và các bạn lưu ý cái bài số nguyên tố sinh đôi này nó được ứng dụng rất nhiều ở trong khoa học và trong các cái vấn đề ma hóa và giải mã sau này nhé. Ví dụ như thế này, mình có thể tổ chức một trò chơi. Bạn Vũ Huy, bạn đưa ra một số nguyên tố. Bạn Phát, bạn lại đưa ra một cái số khóa K. Thì khi đó thì hai bạn sẽ nhận được là cái số kế tiếp cần kiểm tra đó là số số của bạn Huy và bạn Phát cộng lại và mang đi kiểm tra tính nguyên tố. Đấy. Bây giờ người ta nghĩ ra rất hay. Bây giờ để thực hiện mã hóa dữ liệu, nhất là mã hóa mật khẩu, thầy sẽ lấy mật khẩu của khách hàng, thầy cộng với một một cái số, thầy thu được một số mới. Thì bây giờ nhiệm vụ của thầy là thầy sẽ mã hóa mật khẩu khách hàng bằng cách lấy số, giả sử mật khẩu của khách hàng dưới dạng là một dãy số, ta tạm gọi là mã khách hàng, một cái mã. Thầy lấy một cái số nguyên tố, thầy cộng với mã này để thu được một số mới. Và bây giờ thầy muốn chọn ra cái cặp số bên trái, bên phải này. Tức là thầy cho biết trước số nguyên dương K. Bây giờ thầy tìm hai cái số nguyên tố hai bên này để sao cho hiệu của hai thằng đấy đúng bằng thằng K. Và khi thầy chọn được hai số đấy thì thầy ghép hai số đó lại thành một chuỗi số và thầy sẽ sử dụng kỹ thuật cầm cờ, kỹ thuật cờ, thầy đánh dấu cái vị trí phân tách của nó lại. Thì cả cái chuỗi số đó sẽ lưu làm mật khẩu của người này trong cơ sở dữ liệu. Sau này khi giải mã ra, khi khách hàng đăng nhập vào ứng dụng của thầy, thầy rất đơn giản. Với user là như thế này, thầy tìm đến đúng cái dòng mật khẩu. Thầy tách cái số được khi này cắm cờ ở giữa ấy, thầy tách nửa trước ra, tách nửa sau ra, lấy nửa sau trừ nửa trước. Nếu mà đúng bằng cái mật khẩu ông kia vừa nhập vào thì mình kết luận là à, đây là khách hàng thân thiết của mình. Đấy. Còn nếu khách hàng nhập nhập sai thì chứng tỏ là bị sai. Vậy trong cơ sở dữ liệu của mình nếu chẳng may bị người khác tải về, người ta mở ra người ta thấy một chuỗi số nguyên tố dài nó nối với nhau dài này, người ta không biết được nó là cái gì. Người ta đăng nhập vào hệ thống bằng dùng cái chuỗi đấy, người ta không thể đăng nhập vào được. Bởi vì nó là một đoạn chuỗi đã được mã hóa. Vậy thì cái số nguyên tố sinh đôi này nó sẽ cho cung cấp cho các em ý tưởng để mã hóa dữ liệu sau này. Và các em lưu ý dữ liệu được lưu trữ không được lưu giữ trực tiếp mà ta phải mã hóa nó để sao cho nếu nó có bị lộ ra thì không bị ở một cấp mức độ nào đó thì nó sẽ bị người ta không thể dùng trực tiếp nó được mà người ta phải sử dụng các thuật toán. Ví dụ như sau khi học xong ở phần này, bạn luật với bạn dự hai bạn viết ra một cái ứng dụng, trong ứng dụng đó có cái phần đăng ký bản quyền. Vậy thì khi đăng ký bản quyền thì bây giờ người ta có xu hướng chung là người ta hãy lấy theo mã máy. Mã máy của các em là một cái chuỗi. Đấy, với một cái chuỗi đó các bạn convert nó sang thành một số nguyên. Sau đó bây giờ các bạn đi tìm hai cái số nguyên tố sinh đôi, các em ghép nó lại cho cái thằng số số nguyên đó ra ở giữa. Thì ta thu được một số nguyên tố P, một số nguyên tố Q. P trừ Q đúng bằng cái số mã máy của mình. Thì khi đó ta thu được một cái chuỗi này và bây giờ ông khách hàng ông gửi đến là tôi mua phần mềm của bạn, họ gửi mã máy cho các em. Các bạn sử dụng cái ứng dụng gen của mình
các em copy mã của khách hàng, các em ấn gen phát nó đưa ra một cái chuỗi, và các em copy cái chuỗi này về trả lại cho khách hàng bảo đây key của anh đây, anh hãy nạp vào phần mềm. Khi các em nạp vào phần mềm cái thì phần trong phần mềm của mình, cái phần giải mã nó sẽ thực hiện cái công việc rất đơn giản, nó có ba cái hai cái cờ. Cờ thứ nhất nó tách được thằng P, cờ thứ hai tách được thằng Q, và phần ở giữa chính là mã máy. Nó lấy mã máy này so sánh với mã máy kia có khớp không, số P và số Q vừa tách được lấy hai số trừ này có bằng cái thằng mã máy ấy hay không. Nếu mà bằng như thế là cái key vừa nhập là hợp lệ. Đấy, như vậy thì cái mà ta đang dùng này sau này nó sẽ có tính chất ứng dụng như thế nhé. Nên các em biết được rằng đó là một ý tưởng thôi, sau này các em có thể cải tiến thành những ý tưởng tốt hơn. Để chứ bây giờ phần mềm mình viết ra mà các ứng dụng viết ra bác công sức lại cho đi thì không được. Mọi thứ làm ra để phải có được một cái khoản thu để sau này mình tái tạo năng lượng làm ra những sản phẩm tốt hơn mà. Rồi, đó là ý nghĩa của cái bài toán số sinh đôi, và thầy đề xuất một cái ý tưởng để làm một cái đăng ký bản quyền cho một ứng dụng phần mềm. Đó là một ý tưởng nhé. Còn lại các em có thể sử dụng nhiều ý tưởng khác do mình nghĩ ra. Rồi, ở bài này thì kiếm một cái code bài làm. Hôm nay ta học muộn một tí các em nhé, bởi vì thầy trò mình nợ nần nhiều quá. Bây giờ mới có 9:37. Ta nợ nần bài tập nhiều quá không ạ? Bài này bài tờ win T-win. Đấy, vừa vào T-win. Đây là bài này của Thuận đã thấy nộp đây rồi. Thầy mở T-win ra. Ở T-win chưa chưa có Thuận này. Thầy xem T-win Vi cũng như chưa kịp xong. Rồi, thầy thu được bài của bạn thay. Bạn gọi sang nguyên tố cho tới N. Rồi, hoàn toàn chính xác. À, thầy góp ý thêm tí. Ở cuối chương trình này nếu mà nó biết ra một biến thì không có endline nữa nhé, để tránh tình trạng nó bị sai định dạng file kết quả. Nếu có một mình nó em chỉ phải CL nó ra thôi. Đây, một cái code rất nhanh. À, thầy cũng mong là trong cái quá trình thầy dạy các em thì các em cũng có được những cái code chương trình hay. Sau khi làm xong thầy gửi lại cho các em để cho các bạn khác cùng tham khảo. Và sẽ thật là thành công nếu code của mình được thầy chọn để thêm vào trong quyển sách này và gửi lại cho các em. Rồi, thầy chưa tiếp bài số 6 nhé. Bài Tây Nguyên này có thể cắt lại màn hình bài làm rồi các bạn thôi. Phần này ta cũng không cắt thì đằng nào tí nữa file này thầy cũng gửi tới các em ở trong nhóm lớp. Rồi, bây giờ ta giải quyết tiếp cái bài toán này nhé. Ở trong cái bài toán này thì thầy giới thiệu các bạn cái quyển sách là The Answer, gọi là The cái gì nhỉ? Encyclopedia of Integer Sequence. À, cái quyển sách này nó chứa khoảng tầm 300.000, và đúng đấy, nó cùng với các quyển sách khác nó chứa khoảng tầm 300.000 dãy số. Và các cái dãy số đặc biệt này nó được phổ biến trong cái chuyên ngành IT của mình. À, sau này trong cái chuyên ngành về IT hiện nay thì phổ biến nhất là cái chuyên ngành an toàn thông tin. Đây là một trong chuyên ngành vừa kết hợp giữa công nghệ phần mềm và cái khả năng bảo mật. Đó là một cái chuyên ngành khá hay mà các em cần quan tâm nhé. Tên nó thì không hay, nó không được mỹ miều như là điện toán đám mây rồi big data rồi hoặc là mấy cái như trí tuệ nhân tạo, nó không được tên mỹ miều như thế. Nhưng nó cái ngành an toàn thông tin ấy, nó là một trong những ngành cực kỳ pro. Các bạn nhớ nhé, ở đây thầy đang nói đến cái ngành an toàn thông tin. Đấy, hiện nay có rất nhiều các cái trường đào tạo cái ngành an toàn thông tin này,
thì các em hãy cố gắng. À đúng rồi, như My vừa nói cái blockchain đấy, cái xu hướng blockchain bây giờ cũng là một xu hướng rất hay đấy. Tuy nhiên thì nó chỉ là một xu hướng, và các bạn phải cũng xác định luôn là cái xu hướng này nó xác định được trong vòng khoảng tầm 50 năm nữa không? 50 năm nữa, thôi 20 năm nữa đi. Đấy. Thì khi đó thì ta nhận thấy rằng cái xu hướng an toàn thông tin là xu hướng rất hay, kết hợp giữa công nghệ phần mềm tức là code, và thứ hai là tư tưởng về mà an toàn thông tin và bảo mật cực hay. Hiện nay thì nhiều bạn học sinh chủ yếu hướng theo về trí tuệ nhân tạo, về AI, trí tuệ nhân tạo về AI, về blockchain. Blockchain thì bây giờ nhiều bạn chưa theo kịp. Các bạn cứ học về cái lập trình đã, và sau sang blockchain các bạn phải có nền tốt thì các em học blockchain mới hiệu quả. Tốt nhất ta nên học về blockchain trong tình trạng khi các bạn đi học thạc sĩ và các bạn đi du học ở nước ngoài. Blockchain dạy ở một số các quốc gia nước ngoài họ dạy rất hay. Nếu có điều kiện thì ta sang thẳng bên Singapore để học ở bên đấy, học thạc sĩ nhé. Còn học đại học các em cứ học bình thường đi, học để trang bị cho mình cái kiến thức và để biết xem mình thực sự thích cái gì đã. Rồi ta sang cái bài số 6, cứ không hết mất thời gian thôi, thì như thế ép thêm tiền, ép thêm thời gian nữa. Thì không thì đang nói vui vui bay mất màu. À, ta sang cái bài số dãy số đặc biệt. Dãy số đặc biệt là một trong những các cái dãy số mà cũng giống như các bài ở phía bên trên. Đề bài người ta yêu cầu là xét một cái số nguyên dương mà bình phương các chữ số của nó chỉ chứa các số 0, 4 và 9. Ví dụ như cái số 21, 20 này có bình là một số đặc biệt bởi vì bình phương của nó bằng là 449, 4400. Tức là cái số kết quả của bình phương các chữ số của nó, mà bình phương của nó là một chỉ bao gồm số 4, số 9 và số 0. Bởi ví dụ như số 97, bình phương của nó là số 9409. Nó có chứa số 9, chứa số 4, chứa số 0 và không chứa các số loại khác. Đấy. Số 13 có bình phương là số 169, nó có chứa số 9 nhưng không chứa số 4, không chứa số 0. Lại có chứa thêm các số mà không phải số 4, số 019 nên số này không phải. Số 7 có bình phương bằng 49, có chứa số 4, có chứa số 9 nhưng không chứa số 0 nên số này cũng không phải. Đấy. Như vậy thì đề bài người ta yêu cầu là xét tập, bây giờ người ta cho các cái số đề số đặc biệt này thì vẫn gọi nó là số đẹp, được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Người ta cho số nguyên dương n, hỏi số đẹp thứ n của nó là số bao nhiêu. Đấy, hỏi hãy xác định số đẹp thứ n của tập này, n nhỏ hơn là bằng 250. Nhìn đây ta nhận thấy các cái số này nó có khả năng khá to đúng không? N bằng 1 nó đã bằng 70, bằng 2 bằng 97, 3 bằng 700, 4 bằng 970. Đấy. Ta thấy rằng giá trị của nó rất tăng rất nhanh. Và ta ở đâu đó ta nhìn thấy hình như có quy luật ở đâu đó. Ừ. Nếu không tìm thấy quy luật thì các bạn thử tìm ở đâu đó nhé. Nhưng nếu không có quy luật gì thì ta cứ tìm một cách bình thường, giống như bài toán khác. Vậy giống như bài toán khác, tức là ta chia bài toán này thành nhiều bài toán nhỏ. Bài toán đầu tiên là bài toán kiểm tra xem số này có phải là số đẹp hay không. Đấy. Để kiểm tra xem số này là số đẹp hay không thì ta sẽ thực hiện kia đi tính tổng bình phương các chữ số của nó và kiểm tra xem tổng bình phương. Đấy. Vậy thì ta sẽ thực hiện là ta lấy lại cái code của cái ý tưởng của cái bài toán trên để sửa cho nhanh. Với cái file sau sau buổi học thầy gửi file này xong, các em tham khảo ý tưởng thuật toán và cài đặt theo ý tưởng thuật toán nhé. Sau đó các em làm bài và nộp bộ test lên trên cái đường link ở trên cái ví dụ 1, ví dụ 2 có. Rồi bây giờ ta cứ giải quyết bài toán số 6. Lần này như vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc là lần lượt sinh ra các cái số đẹp. Số đẹp ở đây chính là cái số đặc biệt. Rồi. Ta lưu vào mảng A. Sau đó kết quả của bài toán đó chính là phần đẹp thứ phần tử thứ n của dãy số này. Rồi vậy vì ta sẽ cần tổ chức các cái hàm. Hàm của ta cần tổ chức là những hàm nào? Từ từ nhé, để lên tờ cho tôi xuống.
ta cần phải tổ chức hàm. Bây giờ ta sẽ cần tổ chức xem một hàm, một số có phải là số đẹp hay không. Đấy. Số đẹp này là cái số thỏa mãn điều kiện. Ở đây do nó có nhiều điều kiện nên thầy gọi nó là điều kiện sao. Một số được gọi là số đẹp khi mà bình phương của nó có tổng các bình phương các chữ số bình phương của nó chỉ bao gồm số 0, 4 và 9. Đấy, chữ đẹp ở đây có nghĩa là bình phương của nó chỉ gồm số 0, số 4 và số 9. Chỉ gồm tức là nó không được thiếu thằng nào, cũng không được thừa thằng nào nhé. Rồi và ta cần tổ chức một hàm tìm số đẹp thứ n. Vậy thì để làm được điều này thì trước đó ta sẽ cần thực hiện các cái công việc trong cái hàm số đẹp này. Trong thủ tục tìm số của mình là tương tự nhé. Vậy cái bây giờ thầy sẽ cần cải tiến đó là cải tiến thủ tục số đẹp này. Và bây giờ ta sẽ cải tiến luôn các em nhé. Tư tưởng của thằng số đẹp này, cái hàm số đẹp này là thầy cho mình sẽ thực hiện cái công việc đề bảo như thế nào, làm đúng như thế. Để trình bày đẹp hơn thì thầy sẽ sang bên code block để làm cho nó đẹp nhé. Này. Quên mất, phải giữ lại. Rồi, đằng nào cho anh ta bỏ đi, ta lấy cái nền code block để code cho nó đẹp thôi. Đấy. Bây giờ để bây giờ ta đang cần tổ chức một hàm để kiểm tra xem số này có phải là số đặc biệt hay không. Thì đề bảo như thế nào thì ta làm như thế. Để làm được phần này thì ta tổ chức một hàm số đẹp để kiểm tra xem số nguyên dương u có đẹp hay không. Theo kinh nghiệm của thầy thì bình phương của một số nó sẽ vượt qua giá trị của kiểu INT nên nó sẽ là giá trị long long. Nên các bạn phải thận trọng nhé. Ta khai báo một cái biến long long, cái biến P bằng u bình. Đấy. Ta lấy 1 ll nhân với u. Đây là ta ép nó sang kiểu long long. Còn ở mức độ cao hơn các bạn là thực hiện là nhân hai số lớn. Nhân hai số lớn. Nhân hai số lớn tức là ta nhân hai sâu với nhau. Còn nếu không thì ta đang sử dụng kiểu long long trước. Hôm tới ta có hẳn cái chuyên đề về xử lý số nguyên lớn. Ta có các phép toán xử lý số nguyên lớn cơ bản. Như các bạn nào cứ bay ra bay vào, bay vào bay ra. Như chim thế nhỉ. Rồi. Bây giờ ta thực hiện cái công việc là sau khi thầy tính P là bình phương các chữ số của U rồi. Thì bây giờ công việc của thầy là sẽ kiểm tra xem số P này chỉ bao gồm số 0, số 4 và số 9 hay không. Thì ta theo chuẩn nông thôn mới thì ta sẽ quay về bài toán xử lý sâu. Thầy convert thằng P này cho tới sâu. Vậy thì thầy gọi cái sâu này là sâu FP. Sẽ bằng là đổi. Các bạn hãy cho thầy biết để đổi một số nguyên sang sâu ta sử dụng hàm gì. Các bạn bật cửa sổ comment giúp thầy. Quang Minh thì đề xuất là thằng Etoy. Etoy là sâu sang số. Nó là string to integer. Thì ta sử dụng cái của Thuận và Huy vừa đề xuất nhé. Là ta sử dụng thằng to string. Tham số đầu vào là số P. Đấy. Khi đó cái ta thu được chính xác hoặc là ta ép kiểu. Thông thường thì ta sẽ sử dụng thằng to string thì khá nhiều hơn. Ví dụ như cái thằng P của thầy là bằng 1, 2, 3. Thì sau khi chạy xong thì thằng cái sâu FP của thầy sẽ là bằng sâu 1, 2, 3. Đấy. Đây là thao tác đổi số thành sâu. Huy à, cái em sử dụng thư viện Bit, nó chứa tất cả những mọi thứ ở trong đấy nhé. Và sử dụng thư viện Bit nó chứa tất cả các đấy. Thằng Depsy thì nó không có khổ thân. Nên cố gắng dùng thằng code block. Cái thằng GNU/GCC cộng cộng cái bê trình biên dịch thì do cái bộ cài trên cái máy thi của mình thôi.
Rồi bây giờ sau khi convert xong rồi thì bây giờ ta thực hiện cái công việc là đếm ký tự 0, 4 và 9. Đấy, đếm các cái ký tự này. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc giống như ta đang có. Ta duyệt từ đầu sâu cho tới cuối sâu. À, các ký tự trong sâu được đánh số thứ tự từ 0 cho đến S chấm sai trừ 1. Ta có cách code như thế này cũng được. Hoặc là các em cho chạy cho đến S chấm sai nhưng mà bỏ dấu bằng đi. Đấy. Khi đó thì ta bắt đầu thực hiện đếm theo hình thức đếm bằng cơm. À, tức là nếu thằng phần tử thứ y mà có giá trị bằng ký tự 0 đấy thì thầy đấy ta double nó lên ký tự số 4, gọi tăng lên 4 lên tăng một double là ký tự 9, tăng nó lên. Đấy. Như vậy thì công việc này thì ta sẽ thực hiện là đếm. Đấy. À, trước đó thì thầy đếm không là số lượng ký tự không khởi tạo bằng không, đếm một, à đếm bốn. Cốt ta không nên cốt trên cùng một hàng như thế nhé. À, đếm bốn ta khởi tạo cũng bằng không, đếm đếm chín ta khởi tạo bằng không. Trên rồi như thế thì này code file phải sang double cho nó nhanh. Rồi sau khi thực hiện công việc này xong, cái ta thu được là các cái biến đếm này đã xuất hiện, là thể hiện rằng số 0, số 4 có xuất hiện hay không. Bây giờ ta quay trở về ta kiểm tra xem nếu thằng đếm số 0 cộng với đếm số 4 cộng đếm số 9 mà bằng thằng S chấm thằng SP chấm sai thì ta thấy rằng cho một sâu thì ta tách được các số 0, các số 4, các số 9 mà tổng số lượng các số này mà bằng chính độ dài thì điều đó chứng tỏ rằng cái sâu này nó chỉ bao gồm số 0, số 4 và số 9. Theo định nghĩa của đề bài, một số được gọi là số đẹp khi mà nó phải có đủ cả ba loại số này. Vậy thì ta phải thêm một cái điều kiện nữa. Ta phải thêm một cái điều kiện nữa là nó có phải đủ cả ba số này, đủ của ba số này đó chính là D0 của mình phải lớn hơn bằng 1, D4 của mình cũng phải lớn hơn bằng 1, và thằng D9 của mình cũng phải lớn hơn bằng 1. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng điều kiện để trả về giá trị true là bao gồm có hai điều kiện. Một là nó không xuất hiện cái ký tự lạ vào trong đấy. Nó không xuất hiện ký tự lạ mà khi và chỉ khi số lượng ký tự 049 bằng đúng bằng độ dài. Và cái thứ hai là mà mỗi ký tự đó phải xuất hiện ít nhất là một lần. Khi mà thức điều kiện này đúng thì ta return true. À, ngược lại thì ta return false. Đây. Đây là thầy cả code rất tường minh. Ngoài ra các em có thể return cả biểu thức này cũng được. Return cả biểu thức này. Ngoài ra các em có thể cài đặt theo cách khác. Đấy. Thì trên đây là cái hàm số đẹp. Cắt lại màn hình. Quên chưa cười tươi để cắt lại màn hình. Đấy. Và với cái hàm số đẹp như thế này thì tới thời điểm này thầy trò mình đã có được một cái công cụ rất tuyệt vời là để kiểm tra xem một số có là số đẹp hay không. Đấy. Khi kiểm tra được một số có là số đẹp không rồi thì ta sẽ quay trở lại. À, ta sẽ quay trở lại đi lần lượt sinh ra các số đẹp. Đấy, bởi vì cái hàm số đẹp bây giờ nó được dùng rồi mà. Số đẹp chính là số đặc biệt thôi, đúng không?
chừng nào mà sinh ra được số đẹp thì ta lại tiếp tục sinh nó ra. Đấy. Và nhiệm vụ của các bạn là cần phải cài đặt thành công ở bài toán số đẹp này nhé. À, Thuận có hỏi 1LL là tại sao? À, lý do là như thế này. À, trong Si cộng cộng ấy, số U đầu vào là kiểu INT thì U nhân U cũng là kiểu INT. Do đó, muốn ép nó sang kiểu long long thì ta phải nhân với 1 và long long. Đây là số 1LL nhé. Đấy, tức là đây ta ép cả phân sơ cái biểu thức này sang kiểu long long thì khi đó nó mới lưu được số. Ví dụ như U bằng 10 mũ 9, U đều 10 mũ 9, hai thằng nhân với nhau là 10 mũ 18. Nhưng mà cái giá trị của nó trong bộ nhớ nó chỉ là 10 mũ 9, là một cái số tràn kiểu dữ liệu kiểu INT thôi chứ không phải là số kiểu long long. Nên ta cần phải ép nó sang kiểu dữ liệu là 1LL. Số 1 và hai chữ L thường nhé, gọi là ép kiểu dữ liệu. Như vậy thì nhiệm vụ của các bạn là cũng hoàn toàn được Minh Chu nhé. Em ghi là long long biểu thức cũng được. Thầy thì thầy hay sử dụng cái 1LL hơn bởi vì thấy nó số lượng ký tự cần gõ ít hơn, như thế là có lợi hơn về số lượng ký tự cần gõ. Như vậy nhiệm vụ của các bạn là cũng khá nặng, có 6 bài thì bây giờ các bạn cần phải cốt được thêm 4 bài nữa thì ta mới sẽ cốt đủ ở 6 bài. Ở trong cốt bài làm thì một số các em đã làm đủ được 6 bài rồi. Do đó được 4 bài rồi thì còn 2 bài nữa. Tuy nhiên khi làm bài thì các em lưu ý là thầy cho mình đang làm bài toán mô hình trên chuyên đề số học. Trong chuyên đề này sử dụng rất nhiều các kỹ năng, có thể sử dụng sâu, có thể sử dụng mảng, có thể sử dụng các loại công lệnh lập, có thể sử dụng cấu trúc dữ liệu. Và đặc biệt hơn nữa, ta đã giải quyết được một mô hình bài toán, đó là tìm số thứ n. Cái mô hình bài toán này cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi tìm được số thứ n này là đây là cái công cụ sẽ giúp cho các em, ví dụ hôm nào đó một ngày đẹp trời, bạn dự bạn nghĩ ra rằng hôm nay mình sẽ đi một số được gọi là số đẹp nếu nó là bình phương của một số nguyên tố và phải là số đối xứng cơ. Đấy, bạn dự bạn nghĩ rất lòng vòng, bao gồm nó phải là bình phương của nó phải là một số, nó là bình phương của một số nguyên tố phải là một số đối xứng nữa cơ. Sau đó bạn ấy sắp xếp các cái số này theo thứ tự tăng dần. Bây giờ bạn ấy cho số nguyên dương k, hỏi số đẹp thứ k của cái dãy bạn dự vừa nghĩ là số nào. Thế là mấy anh em lòi mắt ra bắt đầu ngồi lầm nhầm rất khó. Và khi đó ta nghĩ rằng đây là một bài toán mới. Vậy thì các bạn hãy cài đặt bài toán tìm số thứ n theo mô hình bài toán này. Đấy. Mô hình bài toán này sẽ tìm được mọi đấy. Lần lượt sinh ra các số ta lưu vào trong mảng. Khi đó đấy, nếu nó là số đẹp vậy thì với mỗi bài toán khác nhau thì cái hàm số đẹp nó sẽ khác nhau và sẽ mình sử dụng kỹ thuật cài đặt của mình để cài đặt thành công được cái ý tưởng đấy để kiểm tra xem một số là số đẹp hay không. Đấy. Như vậy thì hôm nay thầy trò mình cũng trải qua được từ bài 4 cho đến bài 3 cho đến bài 6 là có nhiệm vụ của các bạn là rất nhiều là các em cài đặt thành công chương trình này, nộp được test lên trên server này. Các bài có test ở trên hệ thống rồi thì các em nộp và chấm để lấy điểm nhé. Ngoài ra còn các cái bài về toán khác bắt đầu từ buổi sau ta sẽ có các cái bài toán khác là bắt đầu từ bài số 7 trở đi ta sẽ học chuyển sang chuyên đề quay lui áp dụng phương pháp sinh thì khi đó ta sẽ các bạn đọc trước các bài toán liệt kê nhé để ta sẽ làm cái bài toán này tốt hơn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Để cảm ơn các em sẽ đã theo dõi nhiệt tình cái buổi học và có tương tác. Và hy vọng rằng các bạn lưu ý là các bạn mà có năng lực hơi yếu hơn thầy sẽ ép vào trong cái nhóm các bạn bên lớp nâng cao mình nhé. Yếu hơn thầy ép thêm vào cái lớp lập trình cơ bản và các bạn học lập trình miễn phí ở bên cái lớp đấy nhé. Để các em bổ sung kiến thức cho mình. Các bạn nào cảm thấy mình đủ năng lực được rồi thì các em không cần học thêm ở cái lớp cơ bản này để giúp cho các em trang bị tốt hơn kỹ năng. Rồi về thì update lại cái này là xuất lại cái file này gửi tới các em. Các em làm bài và nhớ nộp bài và nộp test lên trên server nhé. Có kênh YouTube của thầy là Đặng Tuấn Thành.
Em nào mà chưa đăng ký kênh, subscribe kênh thì nhớ đăng ký giúp thầy. Để... Và video bài giảng thầy cũng đã up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành rồi nhé. Em mà vắng buổi này thì em có thể xem video bài giảng. Rồi hôm nay thầy cho mình nghỉ đây thôi. Thầy chào các em nhé. Bye bye. Đặng. Ừ, thầy chào Thuận. Chào các em. Ừ, thầy chào Quang Minh. À, chào Vũ Huy nhé. Các em đã cố gắng vươn lên top đầu. Bye. Thầy chào Sơn nhé. Cả phát đó. Đấy, thầy đã gửi cái file bài file buổi ngày hôm nay. Các em hãy cố gắng lên.